Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt lên sóng cho anh em một số cái sản phẩm mà cực kỳ hot ở bên mình luôn. Thì có nồi đinh hái nè, mà gương chiếu hậu đinh hái nè. Rồi như này là bóng đèn nè anh em. Đó. Rồi lưỡi trâu CI, cần thắng, cần số, da yên. Con chăn ốc. Rồi cái này là cái nắp hâm lửa của đinh hái bằng nhôm nè. Rồi dây điện sườn rim, rồi chống nghiêng rồi đinh hái. Nói chung là rất là nhiều các mặt hàng, rồi bố thắng DID, cực kỳ là nhiều sản phẩm khác nhau luôn em ha. Thì rồi nhôm sinh dĩa đó nè. Đây, nhôm sinh dĩa nó đây. Thì trong cái clip này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em, gọi là tương đối là tổng hợp cho anh em luôn, để mà anh em chúng ta có thể chúng ta mua được những cái sản phẩm anh em cần ha. Rồi ok. Thôi không lòng vòng nữa, bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu chi tiết cho anh em luôn. Thì để cho cái clip này nó không quá dài thì mình sẽ giới thiệu cũng nhanh thôi. Anh em chúng ta có thể coi ở trong clip này các cái sản phẩm anh em muốn mua, rồi sau đó anh em có thể vô kênh của mình, anh em tham khảo lại ha. Thì kênh của mình là kênh Phụ Tùng Trần Đạt đây nè anh em. Kênh anh em đang theo dõi á, anh em vô thì sẽ có những cái clip chi tiết về những cái sản phẩm, ví dụ như bóng đèn này mình cũng làm những cái sản phẩm chi tiết rồi, cái clip chi tiết về sản phẩm này rồi, hay là như nồi. Các cái sản phẩm ở đây đều đã có quay clip chi tiết hết. Cái này là anh em chỉ việc vô, anh em bấm vô coi là anh em tham khảo là nó sẽ ra hết nha. Đó, cho nên là anh em cứ yên tâm. Rồi ok. Rồi bây giờ mình tiến hành quay sản phẩm cho anh em ha. Ok, đây đầu tiên là mình sẽ nói về cặp gương của Dream Thái nha anh em nha. Gương Dream Thái này á thì là gương Dream Thái mới nha anh em nha. Gương chiếu hậu Dream Thái mới, và ở trên gương nó sẽ có chữ là AAP. Ở đây đợi chút xíu để mình đi full cho anh em coi luôn ha. Nói thì nói mình giới thiệu sơ thôi, nhưng mà cũng phải quay chi tiết cho anh em. Đó, cái này là hàng có sẵn ở tiệm nha anh em nha. Anh em chúng ta chốt là sẵn ở đơn ở tiệm đẩy đi thôi, chứ không có lấy trung gian hay là bất kỳ ở đâu khác hết nha anh em nha. Đó, có nhưng mà hàng ở tại sẵn ở cửa hàng hết nha. Không có phải lo là vấn đề thứ nhất là đợi hàng về hay là cái gì hết nha. Hàng là sẵn ở tiệm hết cho anh em, cho nên là anh em chúng ta chỉ cần là nhắc lên alo cho Đạt là mình có sẵn hàng cho anh em luôn nha, nên là anh em cứ yên tâm. Ok chưa? Dạ? Đây là cái gương Dream Thái này nè. Đây, full một cặp cho anh em coi luôn ha. Cặp luôn. Thì cái gương này là mẫu gương Dream Thái hàng zin mới nha anh em nha. Đó, hàng zin mới, mình sẽ quay kỹ cho anh em coi. Zin mới đẹp lắm anh em, cực kỳ đã luôn. Vui hết cho anh em coi ha. Thì cái mẫu này anh em là ở trên cái thân gương nó sẽ có chữ G5AP, và ở phía dưới chân của nó sẽ là chân màu nòng súng quân đội ha. Đây, trên cái gương nó sẽ có chữ AP này nè. Đó, thấy chưa? Nhìn thấy không? AP rất là rõ ha. Rất là đẹp nha anh em nha. Rồi thì đây là cái cặp gương này của nó, thì cái giá của nó chỉ có là 4.500 một cặp thôi nha anh em nha. Rất là đẹp nha anh em. Tất nhiên là mới nguyên đăng nguyên kiện cho anh em rồi. Đây, tem mác của nó đây. Ok đó anh em ơi. Đó, cực kỳ là ok luôn ha. Đó, thân gương là cực kỳ bóng sáng và đẹp. Gương này siêu trong luôn nha. Gương này là siêu trong luôn em. Anh em nhìn hình là ok luôn nha, không có phải sợ nó bị méo hình hay là nhìn nó không có chuẩn nha anh em nha. Đó, mặt lên rồi, cái chữ gọi là AAP này. Đó, thấy chưa anh em ha, rất là đẹp nha. Gương thì cái cảm giác mặt lưng nó như lụa nè, rất là đẹp. Ok, thì gương này Đạt bán là 45.550.000 một cặp nha anh em nha. Rồi, anh em nào mua thì liên hệ với mình. Tiếp theo nè, đây là cái bộ bố thắng DID anh em ha. Cái này thì là mưa làm gió trong thời gian qua rồi, nhưng mà tháng rồi và trước Tết thì mình đã hết và nó không có về hàng được anh em. Thì này nó có nha. Rồi, giá của nó thì hợp lý cho anh em nha. Có 120.000 một bộ thôi, một vỉ thế này này. Một vỉ thế này là 120.000 nha. Thì thường thì một xe này nó sẽ xài hai bánh, nhưng mà thường thì đa số là anh em thường là sẽ hai bánh sau thôi. Bánh trước anh em ít khi xài hơn anh em thực sự. Đa số là hai bánh sau là nhiều. Em mình đã thấy vậy. Thì 120.000 một vỉ ha. Cái này thì tất nhiên nó sẽ mắc hơn những cái loại bình thường rồi. Vì DID thì nó thuộc dạng hàng cao cấp rồi anh em ơi. Cái bộ thái nó cao cấp ha. Thì anh em chúng ta lên xe thì nó sẽ đỡ được cái tình trạng là anh em thắng nó sẽ bị kêu, nó bị ép và nó
khi mà chúng ta thắng nhiều thì cái bố của nó sẽ không có ăn đều. Riêng cái DID này thì thắng nó ăn rất là đều, cho nên là anh em không có phải lo. À, thắng nó ăn đều đó nè, nó vào đều vô cái đùm của anh em, cho nên là em chạy cái thắng nó rất là êm, rất là dịu, nó không có bị sượng, và đặc biệt là nó rất là lâu mòn. Và nếu như mà nó mòn anh em, nó sẽ không có những tiếng kêu gây khó chịu. Còn những cái bố mà anh em mua rẻ rẻ ngoài đường á thì thường á thì thắng á là nó cũ, và thắng này nó sẽ kêu dữ lắm. À, cái thắng này nó gần như nó không có kêu. Thì cái này mình thấy là các anh em chúng ta xài nhiều, mua đạt rất là nhiều, tại vì anh em chúng ta quan trọng cái bố thắng này lắm. Thực sự luôn anh em, cái bố thắng nó giúp nhiều lúc anh em, nó giúp cứu mạng mình á. Mà anh em chúng ta xin thường nó, anh em xài những cái loại quá rẻ tiền á là nó sẽ bị cái tình trạng là nếu mà lỡ mà xảy ra cái tình huống khẩn cấp á, đôi khi nó không có hiệu quả được anh em, thì nó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân mình ha. Còn đến cái này thì hàng chính hãng có tem chống giả cho anh em nè, thấy không? Đó, ok nha anh em nha, yên tâm nha, 120.000 một vị nha anh em nha. Một bánh thì một vị, à, hai bánh thì hai vị, một xe thường lấy hai vị nha. Hàng số lượng có nhiều cho anh em, nên anh em cứ yên tâm. Hàng bên mình là cái nào số lượng có nhiều hết, cái nào mà ít thì mình sẽ báo ít cho anh em ha. Rồi tiếp theo là đến với lại cần thắng nè. Đây là cần thắng của Dream Thái anh em ha. Đây, một cái cần thắng Dream Thái nè. Cần thắng Dream Thái thì trong bọc cho anh em nha. Mã là GN5 nha anh em nha. GN5 900. Rất là đẹp. Đây, nó khui cho anh em coi. Ôi, cần thắng này đẹp lắm anh em. Cần thắng này anh em nhìn là anh em kết ngay từ đầu luôn, không cần phải gắn lên xe nữa, nhìn là thấy đẹp rồi. Đó, anh em thấy không? Nhìn là đã thấy ưng rồi. Đũa sẽ là đũa nhỏ nha, mặt đạp cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mặt đạp rất là đẹp nha. Này mà anh em lên xe thì hết bài rồi ha, không phải bàn đâu. Rất là ok. Chà, bóng à. Độ bóng nó không phải bàn nha. Đó. Rất đẹp. Thấy chưa? Độ bóng nha. Dữ ha. À, quá đẹp luôn. Nốt hàn này kia thì không phải bàn đâu nè, nốt hàn này kia chuẩn chỉ rồi. Được. Rất đẹp nha. Rồi thì mức giá của nó thì tốt anh em nha, chỉ có là 230.000 một cây thôi. Cái này là đúng hàng Thái zin nha anh em nha. Mặt đạp cực kỳ đẹp luôn. Được. Mặt đạp rất là đã nha. Anh em thông cảm ha, bên cái bên nhà đang xây công trình nó hơi ổn chút xíu. Rồi ok, này là 230 nha. Rỡ giới thiệu cần thắng rồi, giới thiệu cần số cho anh em luôn. Đây là một cái cần số của Dream Thái ha. Giá của nó là 350.000 nha anh em nha. Giá là 350.000 một cây. Thì chất lượng của nó không phải bàn em. Đây, sẽ cho anh em coi luôn. Đây, cần số nha anh em nha. 350.000 một cây. Cũng mã là mã Thái luôn nha anh em. Rồi là 5940 nè. Thấy không? Đây ha. Rồi, đây, mở được cho anh em coi nè. Nó bóng và nó cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Bóng đẹp và đặc biệt là nó rất là dày. À, thấy không? Độ bóng là không phải bàn nhá này nhá. Rất là bóng, rất đẹp. Đây, độ dày này nó thấy nó dày không? Siêu dày luôn. Đúng của Dream Thái siêu dày nha. Mặt đạp không có gì phải chê được rồi. Đó, mặt đạp cỡ này anh em ha. Rất đẹp nha. Bóng lắm, cả mặt trước mặt sau đều bóng hết nha anh em nha. Cả mặt trước và mặt sau đều rất là bóng. Đây là anh em chúng ta lên xe là không phải bàn rồi nha. Rất đẹp nè nào à. Đây, mặt đạp của nó siêu đẹp luôn nha. Đó. Rồi thì 350 một cây nha anh em. Đây là 350 một cây Dream Thái nha. Ok, tiếp theo đến với lại sản phẩm, một trong những sản phẩm bán chạy nhất bên mình luôn là cái bộ bóng đèn nha anh em. Bóng đèn Osram Dream Thái ha. Đây là bóng đèn Osram của Dream Thái này. Đó. Anh em thấy không? Đây là bóng đèn Osram nha anh em nha. Cái này là bóng đèn Osram đến thương hiệu của Đức nha anh em nha. Cái này đều sản xuất ở Trung Quốc nha. Để cho nhiều anh em thắc mắc sao nói bóng Đức mà sản xuất ở Trung Quốc. Thì cái này thì đương nhiên là thương hiệu là của Đức, nhưng mà sản xuất thì sản xuất ở Trung Quốc. Thì tại vì giờ Trung Quốc thì gần như là nơi đặt tất cả các cái xưởng nhà máy của các cái thương hiệu lớn rồi, như Apple hay là Samsung thì nó cũng sản xuất ở Trung Quốc hết anh em. Thì đây, anh em nha. Rất là đẹp nha. Bóng này thì là dòng siêu sáng phá xương nha anh em nha. Độ sáng tăng 30% so với bóng bình thường, công suất 35W. Bóng này là bóng màu vàng nắng nha anh em nha. Màu vàng nắng và nó được phủ một cái lớp chống tia cực tím ở phía bên ngoài nè. Giúp cho anh em chúng ta khi cái ánh sáng nó ra ngoài nó sẽ được lọc bớt cái độ độc cho mắt nha, giúp cho người đi đường họ sẽ đỡ cảm thấy khó chịu hơn. Đó. Thì đây, anh em thấy không? Cái vỏ của bóng đèn nó sẽ có một lớp màu ánh màu tím nha. Cái lớp này là cái lớp lọc tia UV đó nè. Rất là xịn nha. Đó thì bóng này là bóng chính hãng nha, có tem chính hãng, có tem chống hàng giả của bộ công an này anh em thấy không?
để cho em đổ hàng giả của công an này. Ok nè, anh em cứ yên tâm nha, bóng chính hãng 100%, giá của nó là 115.000 một bóng nha. Anh em nào lấy nhiều thì có giá trị cho anh em nha. Bóng này bao bóng xịn cho anh em luôn nha, bao bóng xịn luôn, về là chỉ có xài thôi. Thì cái này là bóng chân M5 để anh em gắn cho các dòng phim và quay đời đầu nha. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ nồi của The Dream Thái ha. Bộ nồi thì có lẽ đã quá quen cho anh em rồi. Bộ nồi này thì một trong những cái sản phẩm mà hàng máy mà bên mình bán, đồ máy đặt thường rất ít bán, tại vì đồ máy thì nó hay có trục trặc anh em, đồ mới thì nó hay có trục trặc lắm. Nhưng mà riêng cái bộ nồi này là nó siêu êm luôn, siêu xịn luôn. Cái này là bố nhập từ Nhật nha anh em nha, và đóng gói ở Thái Lan nha anh em nha. Đây, bố là bố Nhật nha, bao xịn cho anh em luôn. Nên á là về là anh em gắn vô xe là anh em lượm thôi, không có phải làm thêm cái gì đâu. Giá của nó thì rất là tốt, 2.150.000 nha anh em nha. Một bộ này là 2.150.000. Thì cái bộ nồi này thì riêng bên mình á, là cái này số lượng nó rất là có hạn, nó có nhiều. Nên là nếu mà anh em chúng ta cần á, thì anh em tranh thủ anh em lấy. Bởi vì cái số lượng nó rất là hạn chế nha anh em nha. Số lượng nó cực kỳ hạn chế luôn, chứ nó không có nhiều. Thì giá là 2.150.000 nha. Cái giá này là giá bình ổn đó anh em, không có tăng giá đó. Chứ bây giờ nó không có hàng, các bên khác đều tăng hết rồi nhưng mà bên Đạt không tăng nha. Rồi, sản phẩm tiếp tục là bộ nhôm xin dĩa DID. Cái DID thì bên mình nó sẽ có hai dòng, một là dòng Greenway với lại hai là dòng Future. Rồi, thì mã của nó đều là mã DXN hết nha, DXN đó, đều mã này hết. Mã dòng DXN này nè, thấy không? Đây, Durability là cái dòng này là cái dòng thế hệ mới nha, thông số mới thế hệ mới. Thì cái giá của nó là 330.000 một bộ nha em nha. Về mình có hai dòng, là một là dòng Way, là dòng Way, hai là dòng Future 125. Thì cái dòng Way á thì anh em sẽ gắn được cho các cái dòng Way Alpha, Way Thái 110, Way Thái 100 với lại các cái dòng rim Super rim Thái nha. Là anh em sẽ gắn được. Còn cái dòng mà Future 125 á thì anh em sẽ gắn được cho các dòng như là RS, WS, Blade, rồi Full Neo, Full LED, rồi Future 2. Nói chung là các cái dòng gấp dài đời sau này là anh em sẽ gắn được cho nó nha anh em nha. Đó, thì giá đồng giá là 330.000 một bộ nha anh em nha. Cái này thì bao hàng xịn cho anh em luôn. Thì một bộ này là nó có đủ nhôm, sên và dĩa luôn. Về thì anh em chúng ta chỉ có xài thôi. Cái này là bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng. Nói chung là hãng họ báo mình là chạy không bao giờ mà 6 tháng mà nó có thể hư cái bộ này. Thì mình cũng bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng luôn và bảo hành chính hãng cho anh em trọn đời nha. DID thì nó có rất là nhiều hàng giả hàng nhái trên thị trường, cho nên anh em mua anh em phải cẩn thận. Nên đây cũng có tem chống giả của DID giống như là cái bộ hãng hồi nãy luôn nha. Nên là anh em cứ yên tâm ha. Đây, mặt phía sau của nó là toàn là chữ Nhật thôi anh em, chữ Nhật với lại tiếng Anh thôi nha. Nên là anh em cứ yên tâm. Cái này là của Thái Lan nha anh em, DID Thái Lan. Đây, bao xịn sò cho anh em luôn. Thì giá của nó cũng không phải là rẻ, nhưng mà hàng cao cấp thì anh em chúng ta có những yêu cầu cao thì chúng ta nên mua cái bộ này nha. Vì chạy rất là bền, rất là êm, và đặc biệt là cái DID này anh em là nó sẽ hạn chế nhất được cái khả năng mà bị trùng sên của anh em luôn. Nên anh em chạy ít khi phải tăng sên lắm. Rồi, ok, đó là nhôm xin nhĩ DID ha. Tiếp tục giới thiệu cho anh em một sản phẩm khác, đó là một cái lưỡi trâu đi. Đây, một bộ lưỡi trâu kèm theo CDI luôn. Một bộ lưỡi trâu kèm CDI của The Dream Thái. Đây. Đó, mã Made in Thái Lan nha, GN5940 nha anh em nha. Rồi, mình sẽ khui cho anh em coi luôn. Khui cho anh em coi luôn để anh em chúng ta cùng theo dõi nha. Thì cái này nó sẽ có cài sẵn cái CDI cho anh em rồi, về là anh em không phải làm thêm cái gì hết á, chỉ có việc gắn lên xe là chúng ta sử dụng thôi. Đây, đây ha, đây là cái CDI nha anh em nha. Đó, lưỡi trâu này siêu mềm luôn, rất là mềm nha anh em nha, rất là mềm, cực kỳ đã luôn. Khi anh em để ý á, cái lưỡi trâu theo xe mà lâu năm á là nó cứng ngắc như cục đá vậy đó, còn cái này là nó còn mềm luôn nha anh em nha, rất là đẹp. Đây, CDI thì nó bóng như gương luôn đó. Và cái giá thì rất là ok, 350.000 một bộ thôi, rất là rẻ ha. Đó, thì cái giá này thì anh em ta mua về anh em xài là cực kỳ ok rồi, không có gì để mà suy nghĩ nữa, chỉ có 350 thôi. Đó, đây cài sẵn cho anh em luôn, thấy không, rất là ok nha.
350 anh em có CDI và có cả lưỡi trâu. Trong khi anh em cái CDI hái này đã đang bán lẻ là 160.000 một cái đó nha, 160.000 một cặp đó nha. Mà tính anh em mua cả lưỡi trâu cả CDI có sẵn phe cài luôn mà nó có 350 thôi thì phải gọi là quá rẻ luôn em ơi. Anh em nào mà cần thì liên hệ với mình nha. Rồi, đó là lưỡi trâu. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sợi dây điện sườn. Đây là bộ dây điện sườn của Dream hái mới nha anh em nha. Đây, cái bộ này nó sẽ có một cái tem AAP ở đây luôn cho anh em thích thì anh em vào xem. Mã là GBG nha anh em nha. GBG made in Thái Lan nha. Rồi đây mình sẽ khu đây cho anh em coi. Bộ này thì giá tốt cho anh em bằng cái lưỡi trâu luôn, chỉ có 350 thôi. Giá rẻ cho anh em về anh em xài luôn. À, thì nhiều anh em chúng ta hay bị cái tình trạng là xe của anh em cái dây điện nó bị chập, nó bị lâu năm anh em nó bị tình trạng là bị không có được đẹp nữa và nó bị đứt nối, bị chuột cắn lung tung hết anh em. Thì cái bộ dây điện sườn này là nó giải quyết được cho anh em hết luôn, khỏi phải mất công đi nối làm cái gì. Nên anh em nhiều anh em á, mình thấy cậu dây điện của anh em nó y như là cái giải lâu á, nó cứ hư chỗ nào nó lối chỗ đó thì nối hoài sao được anh em. Nó bị mục rồi thì có nối chỗ nào nó cũng sẽ có chỗ khác bị đứt thôi. Thì đây, một bộ dây điện sườn như thế này nha. Đầy đủ hết từ đầu tới đít cho anh em luôn. Giá của nó là chỉ có là 350 thôi. Thì anh em thấy không? Quá là ok luôn. Đây, cho anh em coi những cái đầu giắc, cái đầu dây của nó nè. Rất là đẹp nha anh em. Đây, nhìn thấy không? Cái đầu dây, cái đầu giắc của nó này. Đấy, đúng với Dream Thái là giắc nó giắc nhỏ nhưng mà nha anh em nha, giắc lẻ nha, chứ không phải dạng giắc cụm nha. Đó, còn Super là đa số nó chỉ có cụm chùm 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 như này thôi. Còn Dream Thái là thấy không? Đó, thì cái này anh em gắn được chung với lại Super đời đầu nha. À, Super đời đầu là anh em gắn chung nè. Thấy không? Mới tinh luôn. Đây cầu chì cho anh em coi cầu chì luôn nè. Có sẵn cầu chì trong này cho anh em luôn nha. Sẵn cầu chì luôn, về chỉ có gắn vô là xài thôi. Đấy thấy không? Quá đầy đủ luôn. Cái cầu chì giờ cũng mấy chục ngàn cái rồi. Đó, mà anh em thấy không? Đầy đủ hết như vậy cho anh em luôn. Về là chỉ có gắn vô là bục thôi. Anh em thích thì anh em lấy cái tem này nè. Đấy, anh em để đây theo chỗ này cho nó đúng theo xe nha, giống như theo xe luôn. Tem ở đây. Ok chưa? Đó, giá có 350 thôi nha anh em nha, bao rẻ luôn. Về anh em lên xe xài là không bao giờ phải lo tới chuyện mà dây điện của mình nó bị chập chen, nó bị lỗi thế này anh em ha. Rồi, ok. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em cái bộ này là bộ da yên này anh em. Đây, đây là bộ da yên của Dream Thái ha. Đây, cái này mình có một cái mẫu sẵn cho anh em rồi này. Thấy không? Rồi sau lưng của nó cái da yên này nó sẽ phun một cái dàn lót luôn, từ trên dưới luôn, rất là êm nha anh em. Ngồi cực kỳ êm, ngồi như nệm anh em. Bình thường là cái da yên thực ra nó không có cái lót này đâu anh em, nó chỉ có cái da không thôi. Nếu anh em ra tiệm bọc á, chỉ có da jean á là nó mới có thôi, còn mấy cái da mà ngoài tiệm bọc nó sẽ không có cái lớp lót này, nó chỉ có một cái miếng da không thôi. Thì anh em lót lên cái độ êm nó là dựa vào cái mút ở dưới, còn cái này là nó sẽ hỗ trợ thêm cho anh em về cái độ êm nè, nó sẽ có thêm một cái lớp lót ở đây rất là êm. À, thì cái giá của nó cũng vừa phải cho anh em, có 230.000 một miếng thôi. Và đây là cái bọc full của nó nè, da này là đến từ Thái Lan nha, con chăn nóc đây, made in Thái Lan nha anh em nha, made in Thái Lan nha, rất là đẹp. Đây, đây chưa, made in Thái Lan nha. Ok ha, ở trong này nó có cái chữ gì đây này, chữ Dream Thái. Cái thương hiệu này là thương hiệu da của Thái nha anh em nha, bao xịn luôn, rất là dày. Giá 230.000 nha, da mềm sần ở phía sau luôn. Đây Honda này, nói chung là nó dạng da jean nha anh em, sờ rất là êm và rất là dày luôn, rất là đã nha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ với mình, da của Dream Thái nha. Rồi tiếp theo là đến cho anh em một cái bộ này đi, một cái bộ, cái này thì sẽ ít anh em biết này, không phải ai chơi đi cũng biết cái này. Cái này là cái bộ nắp để anh em thăm lửa nha, nhìn canh thì á, ở cho cái nắp mâm lửa anh em, thì nó sẽ có hai cái nắp nhôm này. Đây là của Thái nha, đây là của Thái nha, nó không có mã GN5 tại vì cái này nó dùng chung mã với lại cái của 67 và cái của rim lùn, cho nên nó sẽ không có mã GN5 riêng, nó sẽ là chung mã với bọn kia, cho nên nó sẽ mã là 428. Nghĩa là cái dòng 428 này là cái dòng mã chung của các cái xe đời đầu nè. Rồi đây, đây nè ha, đây là cái nắp thăm lửa của nó đây. Đó, anh em thấy không? Bằng nhôm nha, chứ không phải bằng nhựa đâu. Anh em chỉ thấy những cái đời sau này là bằng nhựa đúng không? Còn cái này nó bằng nhôm nha. Đó, bằng nhôm luôn, rất là đẹp. Đấy, chưa? Này ở trong nó sẽ có mã ở trong cho anh em luôn. Này. Cái lỗ lớn và cái lỗ nhỏ đều có mã hết nha.
thấy không, nhìn chưa, đó lớn nhỏ những đều có máy ở trong hết nha. Thì anh em thấy ha, nó bằng nhôm nha chứ không phải bằng nhựa nha, cái này cực kỳ hiếm luôn đấy. Thì anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình, giá là 185.000 một cặp, nó cũng hơi mắc anh em, nhưng mà cái này có để mua là khó rồi anh em, thì đừng nói tới mà mắc hay rẻ nha. Cái này mà bán cặp heo xe anh em, người ta bán 500-600.000 một cặp á, có thể nó anh em không tin nhưng mà nó là sự thật đấy anh em, heo xe mà còn chưa có dấu á là 500-600.000 một cặp á anh em, rất là mắc. Rồi đây bộ nắp nè. Rồi cuối cùng cũng là cái sản phẩm muốn giới thiệu cho anh em, đó là cái bộ ốc nha anh em nha. Đây, một cái bịch ốc Dream, một cái bịch ốc Dream này thì ở trong bịch ốc này nó rất là đầy đủ các chi tiết luôn. Này thì mình cũng đã có giới thiệu cho anh em rất là nhiều lần rồi. Cái bịch ốc này nó sẽ gồm có tới hơn 150 chi tiết nha. Cái giá của nó rất là ok, chỉ có 650.000 thôi. Thì cái bộ ốc này là hàng nội địa Thái, nó cũng có chữ Thái ở đây này, nhưng mà nó phải hàng zin anh em. Lò xo nó cũng là lò xo vàng luôn nha, lò xo cũng là lò xo vàng luôn, nên là lên xe cho anh em mà cực kỳ ok. Thì cái giá 650.000 một bộ này, anh em chúng ta cần thì liên hệ với mình. Đó, thì vừa rồi mình cũng đã tổng hợp lại cho anh em một số cái sản phẩm mà mình quay ở đây, thì nó trong clip nó cũng khá là dài rồi, thì có thể mình sẽ kết thúc clip ở đây. Nếu như mà anh em chúng ta cần có nhu cầu mua các loại phụ tùng thì anh em có thể liên hệ với mình ở số điện thoại ở phía dưới nha. Đó, thì bên mình cam kết cho anh em là tất cả sản phẩm bên mình đều là như quảng cáo, có những loại chính hãng, có những loại hàng nội địa thì mình báo rất là rõ với anh em. Còn riêng về nhôm xin dĩa DID và bóng nền Ultra bên mình thì cam kết 100% cho anh em là chính hãng, tại vì rất là nhiều anh em chúng ta mua phải những cái hàng đó, hàng trôi nổi anh em, hàng không chính hãng á, thì sẽ rất là nguy hiểm mà anh em chúng ta sử dụng. Thì cái này bên mình cam kết với anh em nha. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Xin chào tất cả quý anh em nha.